Một sáng mùa xuân, Dươi và Lạc Đà rủ nhau đi chơi công viên. Dươi thấp bé đi bên cạnh Lạc Đà cao lêu nghêu. Dươi nói, người thấp như tớ là tốt nhất. Lạc Đà lại cho rằng, người cao to như tớ đây hẳn phải tốt hơn cậu chứ. Vì bất đồng ý kiến nên hai bạn đã cãi nhau trong lúc đi chơi. Khi hai bạn đến nơi, công viên có tường cây bao bọc bốn bể, bên trong bức tường là cây cối sum suê, cành lá vươn ra bên ngoài. Lạc Đà vừa ngẩng đầu lên là đã có những lá non ăn ngon miệng. Dươi nhìn Lạc Đà ngấu nghiến ăn mà thèm lắm. Lạc Đà cười nói, bạn thấy đó. Rõ ràng người cao vẫn tốt hơn là thấp chứ. Cả hai bước vào trong công viên, nhưng trước mắt họ là cánh cổng ra vào vừa hẹp lại vừa thấp. Dươi nhỏ con nên dễ dàng đi qua, còn Lạc Đà thì phải khuỵu chân, cúi đầu cố gắng chui qua một cách rất khó khăn. Lúc này Dươi thích chí nói với Lạc Đà, bạn thấy chưa? Thấp vẫn tốt hơn cao như lời tôi nói, đúng không nào? Cả hai con vật không ai chịu nhận là mình sai, bèn nhờ bác Châu phân xử. Bác Châu hiền từ nói, chỉ nhìn thấy điểm mạnh, không nhìn thấy điểm yếu của mình, thì chẳng ai đúng đâu. Lạc Đà và Dươi chợt hiểu ra. Thấy mình không đúng, bác Châu nói chí phải, cần lấy đó sửa mình. Từ đó, hai bạn luôn tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau. Không ai nghĩ mình là tốt hơn người khác.